Luôn định tâm trong mọi việc. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện rùa và vịt. Rùa đi đến đâu cũng cõng theo ngôi nhà trên lưng. Mặc dù đã cố hết sức, nhưng nó cũng không thể ra được khỏi nhà. Khi nhìn thấy chim chóc bay lượn, thỏ và sóc cùng loài vật khác chạy tung tăng dưới đây, luôn hăng hái khám phá mọi thứ trên trời, rùa cảm thấy buồn và bất mãn. Nó cũng ao ước được nhìn thấy thế giới, nhưng căn nhà nặng nề cõng trên lưng cùng với đôi chân ngắn nhỏ khiến nó không thể đi đâu xa. Một hôm, nó gặp một đôi vịt và tâm sự mọi điều đó cho vịt nghe. "Chúng tôi sẽ giúp bạn thấy được thế giới," vịt bảo. "Hãy cắn chặt cây gậy nè, chúng tôi sẽ đưa bạn lên cao để bạn nhìn thấy được tất cả. Nhưng nhớ là không được mở miệng, nếu không thì bạn sẽ phải hối hận đấy." Rùa hết sức vui mừng, nó dùng răng cắn chặt lấy cây gậy. Đôi vịt quặp hai đầu cây và đưa nó bay lên cao đến tận mây xanh. Bỗng dưng có một con quạ bay ngang. Nó hết sức ngạc nhiên nhìn thấy cảnh tượng đó và la lên. "Đây chắc chắn là vua của loài rùa rồi." "Sao lại không chắc?" rùa mở miệng nói. Bài học tham khảo: luôn định tâm trong mọi việc. Câu chuyện tiếp theo. Hàng xóm của anh A có một con trai nhỏ kháu khỉnh đáng yêu. Anh A thấy quý cậu bé vô cùng. Mỗi ngày, anh A đều cho đứa trẻ ăn kẹo. Và anh A làm điều đó rất tự nguyện, thường xuyên. Những lúc ấy, anh A thấy rất vui. Cậu bé, con hàng xóm, mỗi lần được cho kẹo cũng đều thấy rất vui sướng và cảm ơn anh A rối rít. Mỗi ngày thấy anh, đứa trẻ ấy đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo. Anh càng yêu quý đứa trẻ và cảm nhận đứa trẻ cũng quý mến mình. Rồi một ngày kia, anh A gặp chút mệt mỏi và quên bẵng mất mình đã hết kẹo. Chưa kịp đi mua thì anh gặp ngay đứa bé trên đường đi làm về. Anh xoa đầu đứa trẻ và bảo: "Chú hết kẹo rồi." Bỗng dưng, anh A thấy thái độ của cậu bé lập tức thay đổi. Nó thờ ơ, lạnh lùng, rồi gào ầm lên rằng anh A keo kiệt và xấu xa. Sau đó, đứa trẻ đi khắp nơi nói với mọi người rằng anh A không còn tốt với nó nữa. Anh A trở về nhà, vừa buồn mà thấy thương cho đứa bé. Chợt, anh nhớ ra lý do mình từng yêu mến và cho kẹo đứa trẻ. Tất cả là do chọn lựa của anh, và ngày mai sẽ có món quà lớn hơn. Đó là hướng dẫn đứa trẻ cách đón nhận sự trân trọng, biết ơn trong mọi hoàn cảnh. Bài học tham khảo: làm sao để cho đi đúng cách? Biết mình cho đi là có muốn nhận lại điều gì hay không? Nếu cho đi mà mong cầu nhận lại điều gì từ người nhận, thì khi người ta không đáp ứng lại hay có phản ứng tiêu cực, mình cảm thấy tiêu cực. Luôn chia sẻ chỉ vì mong muốn lan tỏa yêu thương, nhận thức được cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Đứa trẻ lần đầu được cho kẹo, nó thấy vui mừng và biết ơn nên càng thân thiết, vui vẻ với người hàng xóm. Nhưng càng lúc, hành động cho nhận đó cứ diễn ra thường xuyên. Nhưng bản thân đứa trẻ và cả người lớn đều không nghĩ tới giữ gìn, trân trọng và biết ơn. Đứa trẻ tự nhiên mặc định việc chú A cho kẹo là hiển nhiên. Đến một ngày, điều hiển nhiên kia không còn thì nó sanh tâm oán trách, do đó đánh mất trân trọng, biết ơn trước đó. Để không mắc phải bẫy nội tâm về oán trách, luôn tâm niệm điều mình làm cho người khác là điều nên làm. Điều người khác làm cho mình là không nên, nhưng
mình vẫn nhận được và nuôi dưỡng sự cảm động nội tâm. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết câu chuyện. Hãy đăng ký kênh của mình để biết thêm nhiều câu chuyện hay nhé.